Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bích Hợp. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Medieval 2 Total War tiếp ha. Thì theo yêu cầu của anh Total War Quang thì mỗi tập mình sẽ cố gắng chơi một trận Custom Battle cho các bạn xem. Chứ đánh auto rip thì game nó cũng mất hay. Rồi, thì mình đồng tình với cái quan điểm đó. Rồi, vì đầu tiên khi chơi phe anh á, khi mà chọn cung thủ thì đừng có đừng có cho nó lên tường vội mà dựng cái này lên trước đã. Tiến lên thêm xíu, nó gần gần cái cổng sẽ lợi cho mình hơn. Rồi ok, lát nữa nó nhào vô là nó dính chưởng liền. Đây sẽ là một trận quân Anh đối với quân Scotland ha. Rồi cho đội này đứng đây, thế như là mình sẽ chống lại một cuộc nổi loạn của phe Scotland. Ê, trời ơi, quên mất còn hồi mới được lên. Rồi lính gì thì xuống đây hết. Rồi ok, sẽ mất khá nhiều thời gian để nó lên á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên thành đây. Rồi cái thành này tôi nói về thủ thì nó là lâu đài. Rồi theo nguyên lý thì mấy thằng spear đứng trước, mấy thằng đánh bộ binh đứng sau. Lâu đài thì không có đường lẻ, không có đường để mình đi vòng rồi. Thành này mới có thành, thành phố thì mới cho đường cho mình đi vòng. Rồi, cho nên là kỵ binh cứ tướng cứ đứng đây. Ở đó đứng đây thì đẹp hơn. Hỏi từ vài lên cái cho nó sung mà. Quay đứng đi. Mấy thằng này nó đổi chỗ kinh lắm. Mấy thằng này là quý tộc Scotland luôn á nha các bạn. Bộ binh đời cuối của phe Scotland á. Đây là bộ binh cận chiến. Scotland nó còn có quân thực lực chủ yếu của nó là quân cầm giáo. Cái tụi đó đâu rồi ta. Ngoài ra nó cũng có mấy thằng Viking Raider cũng khá là nguy hiểm. Ở đâu rồi? Tưởng nó mấy thằng đó cầm mấy thằng này kiếm dài. Cái này Highland Noble nguy hiểm á. Có điều nó không có khi người ta cung bắn là nó chết. Đây là tụi nó nè. Cái đám này cực kỳ nguy hiểm luôn. Không cẩn thận là chết thì chơi đó các bạn. Rồi. Tụi này thì nó mặc dù nó đánh cận chiến mạnh mà lên đây nó bị mấy cái tháp này bắn nè. Chưa kể là nó leo lên thì nó mất lợi thế số đông, nó bị mình áp chế. Giờ khi nó đủ lực nó đẩy lên thôi. Hên quá, trái cái tháp công thành, cái xe công thành của nó rồi. Nó chưa kịp đục tường luôn. Rồi kiểu này giờ chỉ là đánh trên tường thành thôi. Ôi trời, nó khôn quá, nó lừa mình nãy giờ. Rồi ok, xử nó. Rồi nếu đã vậy thì tất cả lên tường thành, bộ binh cận chiến lên tường thành. Mấy thằng cung này thì tạm đứng đây một chút. Đây là ngoài dự kiến của mình nha, mình không nghĩ là cái xe công thành của Vescoland bị cháy tại đang là mùa đông. Rồi ok, vậy đi cho nó chạy cho đúng ý mình. Rồi ok, chúng ta chặn lên chỗ này là ngon rồi. Quay nhanh xíu. Mấy thằng này là rồi lên lầu nhanh. Đây nè, kẹp lại từ hai đầu các bạn. Ở đây có tháp bắn xuống, nó có cái lâu đài nó tháp nhiều lắm, tha hồ chơi. Bây giờ Scotland nó chỉ có thang thôi, cho nên là nó leo lên nó mất lợi thế liền. Nó đám này là tại nó lừa được cái vị trí của mình. Mình cứ nghĩ là nó quẹo qua đây, ai ngờ nó đi thẳng qua đây luôn. Thôi cũng sao, mình có lực lượng bổ sung rồi, mình kẹp hai đầu là nó chết. Mấy cái này bắn tập bắn ngắn quá, bắn không tới. Tới hả? Đây bắn tướng nó cho anh.
rồi bắn phủ đầu thì không có tác dụng rồi. Giáp nó dày lắm, bắn trực diện quả mai với bắn phủ đầu là không mấy sát thương đâu. Mấy thằng này thì so có lên được cái lính đời đầu của nó nông dân á, nó lại khá là mạnh. Cái đám người vùng cao này nè nó khá là lì. Rồi như kể nó có mấy thằng này nữa là Highlander, nó khá là mạnh. Rồi nói chung là chiến hai mặt đều là chiến trường đấy. 7 nè, đẩy lên. Mấy thằng này cầm cung mà chạy lên đây là dở rồi. Nhưng một phần tại quân mình còn đông, mấy thằng hiệp sĩ này nó chịu trận tốt nè, chứ không cũng thua rồi. Mà nãy giờ mình cũng sắp thua, cũng đang bị thua đó chứ đùa đâu. Mà bên này nó gần hết máu rồi. Nó bắn nãy giờ chết được có mấy đứa, nên nó không đủ thang nó leo lên. Nói chung công thành mà chúng ta không chuẩn bị kỹ mà không có pháo binh đó là công thành quân đông mấy cũng bị tiêu. Thật ra mình công thành mình hay lập nhiều cái công thành như có thể là vậy đó các bạn. Đôi khi không đủ để xây thác công thành, thà mình lấy nhiều cái thang mình bắt mình leo lên nhiều chỗ, nó không có đủ quân để nó dàn ra. Còn có đó thì nó sẽ bị yếu đi cái lực thủ của nó. Chứ mà thủ chứ mà công thành mà dồn vô một chỗ vậy anh, nó dồn lại nó thủ rồi các bạn leo lên không được đâu. Quân có mạnh tới đâu cũng vậy thôi, không có pháo binh hỗ trợ thì mấy cái thành này rất khó công, ngay cả khi này chỉ mới là một cái lâu đài bằng gỗ. Ok, đẩy hay lắm anh em, đẩy tiếp đi. Nó có ráng đánh nó cỡ nào thì cũng vậy thôi, quân mình đông lắm, mặc dù là đội tinh nhuệ thì không bằng nó. Đúng là mình không phải là cái lực lượng chuyên cho bộ binh, mà mặc dù mấy thằng spear này của mình nhưng mà được cái nó trâu cho nên là chết thằng này gục thằng kia lại lên, chứ kể quýnh một phát nó chưa gục ngay. Còn bên này cái scolan nó giáp nó ít, mình đánh một phát là nó gục. Thành ra mặc dù nó đánh đau hơn nhưng mà nó không chịu được tới phút cuối cùng. Cái đánh của mình thì cũng chịu ảnh hưởng của anh Tài khá là nhiều, tại vì mình là fan của anh mà. Không nhất thiết là bút vô công mà đôi khi bút vô thủ cũng giúp chúng ta thắng nữa, tại vì nó chúng ta sẽ đánh là người đánh tới phút cuối cùng, ai đánh được tới phút cuối cùng người ta thắng rồi. Chứ đánh công cho mạnh mà mới đánh xíu hết hơi thì chúng ta cũng thua à. Oh, nãy giờ bắn vẫn không trúng được tướng, nó hơi buồn. Trúng tướng cái là nó mất tinh thần ngay. Tại nãy mình nghĩ là cái thành này, cái chỗ này kiểu gì cũng bể rồi, mình dựng đây giờ tướng mình đâu có chạy ra đánh được. Mấy thằng này thì tào lao, mấy con ngựa này là ngựa hàng nhẹ, ngựa đời đầu. Mấy con ngựa này thậm chí là không cần xây nhà ngựa cũng dùng được, nó bút được giáp lên thôi, nhưng mà ngựa nó vẫn là ngựa dởm. Vẫn leo lên à, đúng là Scotland mấy anh này tinh thần chiến đấu cao lắm. Chiến lực vẫn còn nghiêng về phía, bắt đầu nghiêng về phía mình rồi, nhưng mà cũng không quá là nhiều lắm. Ồ, vẫn leo lên à, kinh thế. Đẩy, đẩy nó xuống mau. Mấy anh này là mấy anh bộ binh chuyên cận chiến nè, cầm cái cây dài dài chọt khá là đau. Đây là bộ binh tập kích. Ồ, mấy thằng Snowball và Squadman này cũng khá là kinh đấy. Nó đẩy khá là hiệu quả, nhưng mà tại vì nó đuối rồi, nó bị đẩy từ hai đầu nữa, nó xuất thần lẹ lắm. Thằng này thì đang ráng bắn rồi, thằng này hết đạn bạ rồi. Ok, chú cứ leo lên, hồi cũng hết quân à, tăng tốc độ lên nào. Này hết tên rồi, mà bên đây thì nó quân nó còn lì, đánh lì. Và trường hợp trái xe công thành, cái nó công thành rồi nó chạy luôn á mày.
ép nó lại. Cua tan tác rồi, nhưng mà vẫn đáng đánh lì thôi các bạn. Tại cái lực nó còn đông, với lại nó trọng danh dự, với lại đây là tinh thần ái quốc nữa. Đây là đất của nó mà, chỗ này cái map này là map Scotland mà các bạn. Nó quyết tâm nhà nó phải bảo vệ, nó không cho mình chiếm. Nói chung là nhưng mà càng lên đánh thì càng chết thôi, tại vì nó không có đủ cái thế để nó đánh mình, nói chung là nó không phá được cửa, nó tràn vô nó dở rồi. Đám này thì không tinh nhuệ, không còn tinh nhuệ nữa. Nó lính thường thôi, lính tinh nhuệ khá là ít. Mà trang bị nặng leo thành cũng không hiệu quả nữa. Nói chung là không phối hợp được nha, không đục được cửa, không đục được tường là thấy xong rồi. Này kêu nó chạy qua đây luôn mà nó không chạy được. Đám này thì ta chưa đi được, chứ không vàng ra vụ kỵ binh nó đánh vô cũng được nữa. Chiến lược đang dần đẩy về phía mình rồi. Đây ok, chớp chắc, chớp tắt hết rồi. Càng ráng lên thì càng chết thôi. Quay lại là tháp nó bắn cũng đau lắm. Chạy nữa biết ngay. Rồi gì đây, tự nhiên nó báo là một đoạn tường của mình bị mất là sao? À có thằng nó chạy hướng này vô. Ok, xử nó. À, ủa đâu ra vậy? À tự nhiên đục được tường ra. Tự cửa tự động mở. Vô là dẫm cái bẫy là chết rồi, không cần phải đánh đâu. Ờ, nó qua luôn rồi. Hút nó. Đừng có tự gia vô bẫy của chính mình giùm tôi cái. À, rồi đây tướng nó chết rồi. Điên hả? Lùi lại. Biết ngay mà thế nào đặt. Phe này bẫy của mình hại chính mình rồi. Đúng thằng tướng mình chết luôn chứ, thằng tướng mình ngu thiệt. Ở bên này sao đánh hoài ta? À còn thằng này, ô trời. Để cho nó chạy vậy luôn hả? Xuống đây đánh thì khổ quá rồi. Nó còn đúng thằng thủ chứ. Đây xuống thằng này xuống đây chém cái thằng cầm giáo này anh. Chỉ binh thì mình giờ không có chạy ra được. Cung tên mình thì hết rồi, giờ dựa vào mấy cái tháp bắn thôi. Cái thằng này còn mình nó bắn cả đống tên luôn, không biết nào hết. Cái đám kỵ binh này cũng nguy hiểm lắm, không nên dạy dột. Cứ để cho tháp nó bắn từ từ là nó không chết à. Còn đúng thằng mà cũng lì nó, ai đôi lúc nó cũng lạ ghê, trời chạy luôn kìa. Ờ thế là thế nào? Sao có con thằng của mình nó đi đâu xa này? Ờ nó tự nhiên có anh lính đi lạc ở đâu trời. Chắc ảnh đang truy kích đối phương á mà. Cái bản này nhiều lúc nó có ai nó ngáo lắm. Trời ơi. Bắt rượt tới tận đây luôn hả? Thôi ra tới map rồi, góc map rồi thôi, chạy luôn đi anh ơi, anh cố quá.
Thôi ok, trận này mình đánh khá là thành công. Mà chết thằng tướng hoàn nạn lại nó ngu. Cái đó mình chịu rồi. À, thôi ok, chúng ta đánh chiến dịch tiếp nè các bạn. Chưa thấy thằng tướng nào ngáo như thằng tướng nãy, cái biết cái chỗ đó có trông rồi còn nhào vô cho chết nữa. Rồi ok, chúng ta đang có một cái nguồn lực khá là tốt rồi. Rồi để xem nào, chúng Pháp à, Pháp bị khai trừ giáo tịch rồi, hay quá. Còn ba thành hả? Pháp lấn qua đây luôn luôn. Đánh Bồ Đào Nha mà thảo nào. Vậy thì khoan đã, mình xin tập tự chinh được không ta? Ở đây không có tướng, ở đây không có tướng. Tướng này chạy qua đây đã. Rồi khoan, mua thêm để coi, mua thêm hai thằng này nữa. Lượt sau xin đi thập tự. Gián điệp của Milan à. Không sao, tỉnh này mình nhiều lính mà. Xin đình chiến, ok. Tối gì đó, chắc bấm dư. Rồi ok, anh em chúng ta lại nói lại đường giao thương gì đâu cắn. Không. Rồi hạm đội mình cứ tạm đóng đó đi. Rồi ok, chỗ này tạm ổn, đợi dân lên nữa thôi. Cái thành khi nó ít dân quá các bạn, nó dân nó lên lâu. Rồi Scotland thì đang quậy, nói chung là Scotland thì chả bao giờ muốn ở với người Anh cả. Nhưng mà do tiến trình lịch sử rồi đôi khi họ cũng phải chấp nhận cái điều đó, dù họ muốn hay không. Cái trò cái này xây này xong được free escape à, ngon thế. Rồi ok, thêm một hiệp sĩ này nữa nào. Chơi quân Anh này nó chơi cái hiệp sĩ đặc chủng của nó thích hơn là chơi thằng kia. Hình thế này hết rồi, hay. Vậy làm cái đường đã. Khoan, ghép quân lại. Dịch hạch nó giết quân kinh thật. Rồi thành này thì cũng tạm ổn, rồi xây đường xây xá rồi lên luôn. Rồi không nói nhiều nữa, diễn chinh nào. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào mốc đô các bạn nhé. Rồi hay quá, thần chinh được kêu gọi rồi. Vậy đánh thắng ngay trong một lượt luôn. Đây là cái mánh của chúng ta khi chúng ta chơi nè. Rồi kỵ binh đâu? Rồi bốn đứa này cho ở lại giữ thành. Cái đám này đi. Rồi. Yes. Sire. Your will, sire. My lord. Rồi. Giờ thì còn làm gì còn có chuyện trung lập nữa, chơi. Rồi. Ok, khoan hai cái này đi. Hay à. Không sao, chúng ta tranh thủ gọi mấy hai hàng lính này lên. Cái hai hàng kỵ nữa, đây là kỵ đặc chủng của kia thì thập tự chinh mới có mà. Thành này thì hiệp sĩ nó giữ nha, cũng không dễ ăn đâu. Rồi ok, lượt sau công thành. Coi tạm ổn thành này, ok. Gọi em hai hàng này lên nữa cho chắc ăn. Bất ngờ đem quân tới đánh được không ta? Rồi. Is there a son in your family you have in mind for? Rồi ok. Your will, sire. As you wish, sire. Sire, your will, sire.
Tính đánh úp bất ngờ mà không được. Rồi thôi cũng không được, không sao, chúng ta lượt sau chúng ta đánh luôn phá hai thành. Chỗ này thì đây chúng ta đóng quân, ở đây chúng ta kiềm chế thằng Đan Mạch các bạn. Hạm đội này thì tương tự. Hạm đội này chúng ta cho nó ở nhà giữ nhà. Ủa chết mồ, nó đang đem kỵ binh đi. Quên mất tập trước mình ngưng ngay khúc này, bây giờ mình quên luôn không? Làm đám kỵ binh nó đứng trên biển chắc nãy giờ nó cũng ói dữ lắm rồi đó. Rồi qua lượt nào. Ây da. Ô, quân Pháp ở đâu đông dữ vậy? Chơi luôn đi. Ôi trời, vậy mà thắng kìa. Đồ thành ngay, không nói nhiều. Cái cú đó thắng bất ngờ luôn á. Chắc thằng tướng Pháp đó là cái thằng phế vật rồi. Rồi đây, ok. À đúng rồi, có bạn nói mình là gì ta, mà chơi cái này là biến luôn đô thành lâu đài ngay từ đầu đi sẽ lợi hơn. Thì cũng không, cũng hẳn bạn đó nói vậy, mà là bạn ấy cách chơi, cách chơi của bạn ấy là bạn ấy biến cái luôn đô thành cái lâu đài, và sau đó thì tới tuần 30 là các bạn, bạn ấy có hiệp sĩ xịn rồi, không cần quế đi như mình. Rồi đồ thành như là tính. Rồi, ok. Ships ready. Disembarking, sire. Orders. Fleet ready. Rồi cho thằng này lên giữ nhà. Thì nói chung là mỗi người một cách chơi thôi, mình cũng không đánh giá thấp cái cách chơi của bạn. Nói chung cách chơi đó cũng rất hay, nó thiên về mặt quân sự. Nhưng mà mình nói rồi, cách chơi của mình là thiên về kinh tế, mình làm ăn trước rồi mình mới phát triển quân đội sao? Ban đầu là mình chỉ dùng lính thành thị thôi, chứ không có dùng cái lính của lãnh địa phong kiến, tại đơn giản là không có tiền để nuôi. Quân đó nuôi tốn lắm, nhưng phải đùa đâu. Rồi thập tự chinh thành công rồi, giờ chúng ta sửa chữa đồ đã. Này cho đi luôn đi, tại thành này chúng ta sẽ biến nó lại thành thị mà. Sao giữ được chúng ta mới giữ lên. Rồi đây. Tay lại cái cảng, cái nãy mình lỡ đốt cái cảng của nó luôn rồi. Rồi thêm ổ linh mục nữa. Rồi đây ghép quân lại. Rồi ok, ghép quân. Chỗ này tạm ổn. Đáng nữa có gì cho kéo quân này xuống đây đắp vô là xong. Thành này thì thêm 3 lính nữa cho chắc ăn. Nhưng mà chưa có quân Anh này, mà chưa có cung thủ ngon thì mình không dùng đâu. Cung thủ này là cung thủ cùi. Rồi ok, thành này là tương đối tốt, anh nâng cái lò rèn lên thôi. Rồi gọi ông linh mục ra. Rồi đắp quân lại. Quân Pháp là giờ nó hết quân rồi. Chúng là cũng nhờ mấy thằng này xịn là chứ không cũng thua rồi. À đúng rồi, ở đây chuyển quân qua trước đi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thôi. À được rồi, thằng này đi cũng được. Rồi đây chuyển quân qua, ở đây ổn rồi. Ở đây mua tiếp 3 quân đi. Gia cố cái lực lượng phòng thủ lên. Rồi ok, thuyền buôn của mình lại đến mọi miền nữa các bạn. Đánh kiểu này mình sẽ khá là được lòng giáo hoàng với các phe khác á. Đặc biệt là những phe chống Pháp. Ủa thằng này cũng bị khai trừ luôn rồi. Đó các bạn thấy không, lợi dụng thập tự chinh á sẽ rất lợi nếu mà mình biết cách, chứ không thập tự chinh ở gần gần nhà mình nó mới lợi. Cái thập tự chinh mà các bạn đi xa quá, đi qua tận khu vực Đông miền Trung Hải á, là các bạn dễ thua lắm. Tại vì đơn giản là có chiếm được thành thì cũng không giữ được thành. Giữ được chừng chục lượt là bị tụi Hồi giáo nó phản công, nó giật lại rồi. Các bạn không tiếp viện đâu, mà dồn qua bên đó nhiều thì trong nước nó loạn. Thành ra tốt nhất là cứ đánh mấy cái chỗ gần gần thôi, đừng có lo cái ở xa. Mấy cái ở xa thì thôi coi như bỏ qua đi, đừng có cố lấy. Cực thân mình thôi không được gì đâu, cái đó mình nói thiệt. Rồi ok, trừ khi nhiệm vụ nó bắt thì chúng ta phải chịu, chứ còn nó không bắt thì chúng ta cứ thoải mái, chúng ta lựa cái nào mà lợi nhất cho mình. Chứ tội tình gì mà chúng ta phải
đi xa đúng không nào? Rồi xong. Chỗ này thì nâng cấp lên đây, chúng ta cần quân giáp vàng ở đây luôn. Chỗ này thì chúng ta nên mở cái thương cảng ra. Chỗ này giao thương tốt. Nãy giờ là mình chưa búp giáp, búp đồ gì nữa đấy nhá. Rồi. Hàng này thì cho về đi, tại vì nó cũng không phải là cái quân chuyên dụng của thành thị. Rồi gọi thêm hai thằng này qua đây gia cố thêm nữa là xong. Rồi đây thành này ngon rồi. Thành này thì đang bị đe dọa cho nên là thêm quân. Đúng là tăng anh nâng cấp quân cái đã. Rồi phát triển chính quyền dân sự nào. Thành này thì đang từ từ. Rồi. Yes. Rồi cho ông linh mục ra đây. Ô, thành này có linh mục chưa? À có rồi nhưng mà chưa có điệp viên. Vậy là phải mua. Điệp viên thì gọi từ đây qua. Tại ở đây nó có cái chỗ chuyên luyện điệp viên. Đây luyện điệp viên luyện ở đây ngon hơn. Thằng này đảm bảo ngon. Đây nó được trình độ này là ngon rồi. Nhưng các bạn biết cái thằng đó nó có được luyện từ cái loại không, bấm đây coi nè biết liền à. Đó. Nó có mấy cái này rất lợi luôn rồi, mấy thằng này nó búp vô nữa. Không có giá trị, thành ra mình mới không mua sát thủ là vậy, tại mình không có cái gui của sát thủ. Không có ba hội của sát thủ mình yếu xìu à. Rồi hạm đội mình thì đang khống chế Đan Mạch, nó tào lao là mình quýnh liền. Thằng Milan này chắc đang muốn đòi đất các bạn. Rồi để coi coi, mình 15 tỉnh là thắng rồi đó. Nhưng mà còn chưa diệt được Pháp và nó chưa cho mình thắng. Vậy thì có vẻ như là mình phải cho hàng điệp viên xuống đây thật. Ủa? Linh mục à? Rồi không sao. Chúng ta thì từ từ không gấp. Để xem nào, ở trên này chưa còn. Dân tăng nhanh hơn so với giai đoạn đầu rồi đó, chứ lúc trước là tăng chậm quá. Để thuế thấp mà còn lên dân không nổi. Thằng Đan Mạch thì chắc giờ nó nể mặt mình rồi, tại nó thấy mình mạnh. Chà, kỵ binh hơi nhiều mà thôi kệ nó vậy, để dễ đàn áp. Rồi đây. Rồi ok, chỗ này thì nâng cái này lên, trái đã là tính tiếp. Chỗ này thì ok rồi, thì lên cái lò rèn. Toàn mấy cái tỉnh vùng biên không thì phải quân đội nó phải tương đối ổn một chút. Chỗ này thì đang bị đe dọa rồi, nhưng mà phải mua này trước đã. Vùng này thì đây có cảng rồi. Có cảng, có đồ rồi, từ từ qua để nâng cái lò rèn lên đã là mới dám để được lâu. Rồi ok khoan, cho cái đám này nó xuống đi. Xử cái thằng này này. Chỗ này chưa mua quân được, tại quân ở đây khá là cùi. Ở đây còn thậm chí không mua lính được luôn, tại vì nó không có cái lò rèn. Nếu mà không mua được mà mua ra lính dởm không. Rồi đây chúng ta bắt buộc phải chuyển quân thôi, chứ quân bùm bèo quá. Rồi ok. Rồi được sao là cho cái thành phía bắc đảo Anh là lên được thành chính rồi. Đây là thành phố rồi. Pháp xin đừng nhận bắn. Ok. Mình thì cũng không phải là dạng người thích đánh nhanh thắng nhanh. Ra đây là ta sinh hòa để cho nó hòa. Rồi mốt ta đánh tiếp nữa. Anh lớn giờ cái giờ căng thẳng với nó mình cũng chưa tiến được quân. Nào, Milan là cũng dọa mình thôi chứ không dám đánh. Đan Mạch muốn gì đây? Đừng nói tới trao chiến thư nha. Trao chiến thư là anh khóa cảng chú liền đó. À vâng rồi, trao chiến thư thật các bạn. Rồi muốn phá kinh tế mình à. Ủa cái gì vậy?
Có thằng Đan Mạch nó gây chiến mình chứ Hoàng không la, nó la mình nè. Rồi ok ok, chắc nó chỉ cho đánh trả thôi. Đánh trả chắc là cho. Đúng, cho thật. Chơi. Ồ, lần này thiệt hại nặng quá ta. Ây da, khả năng cao là do là đây chưa thiệt hại nặng lắm. Có lẽ là tàu đó của Đan Mạch là tàu xịn. À rồi, ok. Từ từ các bạn đợi xíu, mình đánh từ trên xuống chứ không mà mình quên. Rồi đây. Ổn. Rồi đây bắt đầu chuyển chỗ này là mình cho nó lên cái lò rèn hết để chỗ nào cũng có thể tuyển quân được. Thằng Đan Mạch thì tào lao là ăn đòn ngay. Rồi, ok, nâng tới cái lò rèn lên nào, chúng ta cần giáp cho mấy cái đơn vị khác. Mấy thanh niên này búp cho lên kinh nghiệm trước thì tính. Thanh niên này thì ra dọn cái đám nổi loạn này cho tôi. Ôi trời, biết ngay thế nào cũng dướng cái thằng này mà. Rồi ok, thằng Milan này chắc chưa dám đánh. Thằng này đút được pháo rồi mà pháo này thì mình không ham. Chủ yếu là giờ cần cái thằng gián điệp nè. Rồi ok, chúng ta cần mở cái tầm nhìn chúng ta xuống bán đảo Iberic. Cái thành này thì mình không cần, thành này của Đức. Thành này thì ổn rồi, lâu đài nó cũng không tự tạo ra điệp viên được nữa. Một số phe nó có cái thư viện nó mới tự tạo ra điệp viên, thành ra là không có thành phố khổ lắm, không có lâu đài không sao, chứ không có thành phố là chúng ta chết đấy. Nó sẽ khó khăn đủ bề hết. Rồi ok, chúng ta mua thêm một chiếc tàu nó bù vô là được rồi. Hải quân của chúng ta thì cũ nhưng mà được một cái là rất là đông. Chúng ta dùng số đông để chúng ta áp chế đối phương thôi mà. Không phải là một cách làm hay nhưng mà là một cách làm mà nó có thể nói là tương đối là hiệu quả. Rồi, trong bối cảnh này thôi nhé. Rồi ok, nó vây thành mình. Bồ Đào Nha xin đồng minh. À không, Pháp thì còn. Rồi ok, giáo hoàng bỏ rồi. Đây, anh Đan Mạch bị khai trừ giáo tịch vì cái tội dám cãi giáo hoàng. Đó, giờ đôi lúc chúng ta nhịn là vì lý do này đó các bạn. Ông trời, quỷ quýnh. À, cái này chắc là thằng Mút nó kêu rồi. À, hải quân giờ không có để chở đi nữa mới khổ chứ. Thành nào chưa có tướng, chưa có lãnh chúa bổ nhiệm đại cho ảnh coi. Thiệt khổ quá đi, giờ hải quân không có rảnh để mà chở đi qua bên Pháp nữa. Đây, xử nó. Chơi nó. Đây, cho chú này lên đây chở vậy. Rồi, ông này đi. Giờ tàu mới tới cũng không được rồi, mua lại một chiếc. Ok. Rồi, để xem nào. Chà, chỗ thành Scotland này nó loạn quá ta. Có vậy mà nó vẫn màu vàng, nhưng mà nó không chịu màu chịu màu xanh cho mình nữa. Đúng là cái dân Scotland này là nó không ưa. À, chắc nổi loạn ở đây á. À, đây biết ngay mà. Dướng thiệt. Chà. Rồi, ok. Thành này ổn, thành này đang đổi. Đang đổi, ok. Thành này thì Paris ngon mà. Đó. À đúng rồi, đây búp lên giáp vàng nè. Rồi đây chính quyền dân sự phát triển đi. Thằng này bỏ vô. Rồi xong cục luôn. Thôi được rồi, 52 thành này giờ đang khó vô lắm, vô không được. Mình thì cũng không ham cái thành đó. Rồi ok, chỗ đứng đây là cản Milan lại thôi.
chắc là mình đang có uy giáo hoàng nữa, thành ra có uy tín trong giáo hội đó, thành ra nó cũng nể mặt mình phần. Ồ, thành này giữ cái này lại làm chi. Rồi, thanh niên này muốn chết nè. Ồ, quân nó cũng mạnh lắm á, đùa đâu. Mà mình có tướng mà sợ gì, nó không có tướng quân nó dễ tan lắm. Có điều giờ mình chưa có mua quân được, tại vì quân mình đang bèo quá. Đây, gọi thêm hai này lên tiếp diện, bốn đi, bốn này lên tiếp diện cho nó nhiều. Rồi thằng này cứ cho nó ở đây, nó giữ lâu đài. Điện viên phải xuống đây mình quan sát tình hình đó mình mới dám đánh tiếp, chứ mình không có đánh càn. Bạn nào nói mình đang đánh chậm thì mình chịu thôi, chứ giờ mình tính mình không có đánh càn xưa giờ rồi. Đánh là đánh chắc tiếng chắc, vừa đánh vừa đàm, chứ không phải cái kiểu đánh là quyết sống chết với đối phương. Rồi đang mạch chắc lại sinh hòa nữa rồi. Biết ngay mà, thôi được rồi, cho nó hòa đi tội nghiệp. Lại nói là thông thương, quan hệ ngoại giao gì bất ổn mà cứ mấy năm mà hòa, cứ mấy năm mà chiến. Ngoại giao kiểu này đúng là nhức đầu. Xử cái thằng hải tặc này nè, hải quân cứ cho nó đứng đây đi, thằng kia đang ngập mà láo là xử liền, khóa cảng liền, chặn đường thông thương của nó, cắt cái nguồn tiền. Đánh vào kinh tế là còn nguy hiểm hơn đánh vào cái quân đội nữa đó các bạn. Rồi ok, giờ tới cái đường nào. Đây, gọi linh mục ở đây ra luôn cho nó lẹ. Rồi đây, lò rèn đồ nữa đây. Ở đây hết dịp viên rồi hả. Rồi chắc phải bổ sung thêm quân rồi, chỗ này loạn quá. Cứ phải gia tăng ngân sách nuôi quân chỗ này mình cũng không muốn tí nào. Rồi đây. Để coi nào. Chỗ này thì xây cái chợ lên đi. Rồi khoan, quân thì chưa cần phải mua. Thằng này nãy giờ nó phá mình hả? Nó phá mình quá. Mình hơi quạo rồi đấy. Rồi Bồ Đào Nha nè. Rồi ok, thấy cái thành của Pháp rồi. Rồi ok, không cần gì đó, mình đem quân xuống mình đánh luôn cũng được. Chơi nó. Nói chung là bất chấp thiệt hại chơi được ván cuối này. Kéo toàn quân xuống. Ở đây mình gọi chừng ba thằng này lên là được. Nhưng mà không đánh vội nha các bạn, chúng ta đánh từ từ thôi. Chấp nhận đi qua đất Hoàng Bồ Đào Nha, nó ghét mình xíu cũng không sao đâu. Thằng này thì phải tiếp tục phát triển chính quyền dân sự thôi. Ở đây tương đối ổn là khỏi còn mua lính nữa. Ở đây thì để coi. Rồi bắt đầu tự lo đi, chúng ta cần phải sản xuất lính mà có giáp, chứ không lính thường không có giáp nó đập chết đấy. Đây, giáp vàng luôn. Hồi quân đi rồi tính. Thằng này cho nó lên đây đứng. Rồi ok, tạm thời hai bên là không có thiếu quân nữa, không có quân mạnh thôi. Tàu thuyền, nhưng mà khúc này tàu thuyền đi khá là thưa, còn đây đi tấp nập luôn các bạn. Hai bên xứ Wales với lại Ireland là cũng giao thương tấp nập. Tấp nập ở trong một cái khu vực thôi, số thuyền đi cũng không nhiều lắm. Sử đó. À hay. Rồi ok, lên lớn cho tôi. À vậy là không cần linh mục nữa. Ok, ông này cứ đứng đây đi. Đó, rồi nói chung là chúng ta có một cái lực lượng tôn giáo khá là mạnh. Ok, qua lượt nào. Thằng mút công nhận dáng này nó sống lâu ghê chứ. Rồi ok, lần này mình xây thương hội hơi nhiều luôn á các bạn.
Thành ra thảo nào mình giàu thế, tại toàn lo đi buôn không mà kiểu gì chả giàu. Rồi, ok. Tiến quân xuống nè. Mình vòng qua đây luôn. Bất ngờ đánh úp vô đây. Mình quân mình mạnh mà. Đây, quân quân luôn thì nó đánh không nổi đâu. Nó đuối rồi. Còn tất nhiên nó AI nó hack thì mình không tính. Rồi, để coi. Này là mình chưa xây lên cái nhà map của anh ấy á. Rồi thả quân này ra rồi mới đi trấn. Rồi đây, xuống đây nhanh. Ở đây là ổn rồi đúng không? Chưa có cái gì, không có cái nhà nào chưa xây đúng không? Rồi ok. Rồi chỗ này thì chắc chắn là phải rồi đây, chỗ này ổn rồi nè, hay. Mình chưa nâng tháp tại không có đánh lớn. Rồi ok, chỗ này ok. Rồi thêm 3 con ngựa này nữa là xong. 3 thằng bộ, 3 thằng kỵ là xong. Dễ mà. Rồi chỗ này ok. Chỗ này thằng Milan nó rất đe dọa, nó không dám đánh. Nhưng mà chỉ có căng thẳng biên giới thôi chứ không có xung đột biên giới. Rồi đây chúng ta bắt đầu gọi quân ra được rồi. Cho nó bỏ cho nó vô đây thì mới giữ trị an được, chứ cái đám này là nuôi là tốn tiền. Sứ Pháp muốn gì đây, đừng nói là nó đánh mình trước nha. Nó đánh mình trước là mình biết ơn lắm luôn á. À không. Rồi, công nghệ đá banh nữa. Cái gì đây? À, ngoại giao với Đức. Thôi được rồi, không cần nữa đâu. Ngoại giao, ngoại giết cái gì? Ồ, ở đây có làm loạn. Gọi 4 đây, gọi tướng dẫn 4 đội kỵ binh này ra đánh ô tô thử coi thắng không. Thua là buồn lắm đó nha. Đó, phải như vậy mới được chứ. Chà, có tướng vô dâng lên nè. Ông tướng này chắc khuyến khích sinh sản nè. Hay là ông tính đích thân lập vụ cái việc sinh sản này trời. Rồi ok. Rồi đây mở thương cảng tiếp. Rồi ok, ông này về đây đứng. Đề phòng bị thằng Đan Mạch nó chơi, thằng này đứng đây chặn đường Đan Mạch cho anh. Ok. Ta mua nhà lính nào. Rồi. Ok. Mua thêm 3 lính này nữa. 6 lính cho bỏ xuống dưới kia, ở đây tính tiếp, ở đây xong rồi. Đây xong, đây ok, đây ok. Anh em này ok. Cái này đang chuyển lượt sau là thành thị rồi. Rồi đây chúng ta băng qua núi luôn. Chả sao. Nó đang cảnh giác dữ quá, không chui vô được. Mình thì lại không có đem theo pháo. Mình chưa có mua pháo. Mà cũng không cần. Coi. Đây mua gọi thêm một con kỵ nữa xuống. Anh đi mép qua một tí thôi mà, có cái gì đâu mà chú căng thẳng. Rồi, nhìn thấy tàu buông đi vậy, nhìn nó phê phê sao, các bạn thấy đất nước mình phát triển kinh quá. Mà đúng là sức mạnh của người Anh nằm ở sức mạnh của thương mại thật các bạn. Xuất khẩu từ bản. À, cái này thì không cần. Chúng ta không cần cơ sở của gián điệp. Ở đây chúng ta cần cái thương hội, chúng ta làm giàu thôi. Rồi đây, tự túc cái lò rèn đi. Ở đâu cũng phải có lò rèn đời 3, phát triển công nghiệp lên. À, mua một thằng gián điệp, đây hết gián điệp rồi. Đây, xây cái chợ lên cho nó bự. Đây thì chú hồi cho quân lên giáp bạc, giáp vàng cho anh. Rồi, ok. Ok, ok. Rồi đây, nâng giáp lên tiếp.
ta phải nâng cái lực quân đội của mình lên chứ, chứ đâu phải lúc nào cũng búp cho kinh tế 100% đâu, vì lực lượng quân đội của ta yếu xìu à. Rồi ok, đây là dựng cái chính quyền dân sự trước rồi chúng ta mới dựng tới cái kia ở đây. Rồi ok, gọi mấy thằng giáp vàng này đi trước nè. Rồi đây xuống đây giữ trị an cho tôi. Ở đây bắt đầu mình mới búp quân lên cho nó lên giáp vàng. Đây rồi, vô. Từ từ khoan đã, không gấp. Đây đánh cái thằng ở ngoài này, dụ cái thằng ở trong đánh ra thôi, chúng ta vây thành luôn là ngon. Nó có máy bắn đá à? Mà mình kiểu bên mình đông lắm. Nếu mà ai nó đánh tốt thì mình vẫn thắng rồi, không cần phải đánh tay. Tự nhiên một linh mục của mình biến thành dị giáo rồi. Tây Ban Nha chắc qua kêu cứu quá. Biết ngay là xin đồng minh mà nó bị đang bị thằng Mút quýnh kinh quá. Rồi thôi mình thì không có ý định can thiệp cho bán đảo Iberic, chẳng qua Pháp nó chạy qua đó rồi phải qua để diệt nó thôi. Chứ hơi đâu qua bển làm gì? Ở đó thương hội hay. Rồi. Ở đâu lòi ra thế này? Ngay cái chỗ mà có cái hội truyền giáo luôn chứ, thằng này đúng là liều. À chỗ này chưa hả? Rồi ok. Đúng là làm giáp cho kỵ binh khó thật. Chúng ta mãi mà chúng ta không có cái loại giáp tốt. Nếu mà chưa có giáp cho kỵ binh thương nhân. Rồi ở đây thì tiếp tục nào. Giáp cho bộ binh thì dễ làm, với giáp cho kỵ binh hơi bị khó làm á các bạn. Để coi nào. Chúng ta nâng cái này lên đi. Hai lượt thôi. Rồi để xem. Rồi tới lượt cái này, nâng cái nhà lính lên nào. Chúng ta cần chỗ để luyện quân. Đây chui vô đây, ngon. Rồi thành này là đủ rồi, dùng biên mà cho nó có lực lượng quân đội mạnh mạnh tí. Tới lượt thằng Đức đó là cản đường mình. Mình đã tính hết rồi, khổ quá phải dọc ở đây nữa. Ai nó cố tình nó phá mình hay sao á các bạn. Rồi thôi không sao. Đây gọi một ông linh mục ra. Có gì cho ông chạy trên kia. Còn bị lăng kéo quần tới đông quá. Để thằng nào khóa cản mình đây. Bồ Đào Nha đã tới sự đồng minh à? Không. Anh không muốn dính dáng đến mấy cái chuyện bên ngoài. Gì đây? Không, mình bầu cho ông Milan. Ví dụ là đừng không bầu cho Pháp là được. Đây. Không, Pháp bị loại ra khỏi. Đây là Pháp nó lên rồi. Yes, impossible. Gọi một ông linh mục ra nữa, nhanh. Trời, hai ông mà không xử được thằng này luôn chứ. Chà, bắt đầu có dịch hạt rồi. Rồi, nói đường, nói lãnh thổ quốc gia lại. Đây, mở cái thương cảng ra. Chỗ này bắt đầu bị dịch hạt, trời ơi. Đây, gọi hàng điệp viên ra, ở đây đang thừa tướng. Rồi, ok, ghi lên đường sang Pháp nào. Rồi, ok, vậy thôi cho nó qua đây luôn đi. Rồi, xây cái nhà thờ lên. Có bà phù thủy ở đây hả? Xử liền, không nói nhiều. Hay quá. Này thì phù thủy hả? Truyền bá dị giáo hả? Xử liền ngay tức khắc. Rồi tới được cái này. Rồi không nói nhiều, đánh luôn. Rồi
Rồi, chơi nó. Được không? Được thì chơi như vậy cũng được. Chà, thiệt hại cũng nặng đó. Chỉ binh nhiều quá, thành ra cái lực lượng nó làm dân công không có nhiều. Chấp nhận tuyển lính đánh thuê luôn. Oh, vẫn không đủ à. À, ok, lượt sau không thành. Giáo hoàng có nói gì kệ giáo hoàng. Oh, nó lại chạy xuống đây, nó chiếm được thành nó ghê. Thằng này sao mà nhanh chân quá vậy. Không nhận pháp ly thiệt. Mình đánh thành này nó lại mở ra cái thành khác. AI đúng là chơi hát thật. Đúng lúc có dịch hạch rồi mình không vận quân được. Sư pháp chắc tới sinh hòa. À, không. À, nó khóa cảng mình kìa. Hải quân có gì đâu mà dám khóa cảng mình. Gan cùng mình. Gián điệp của Đan Mạch thì nó phá mình thôi. Phá này thì không nguy hiểm lắm. Rồi xử nó. Thanh niên dị giáo là lợi hại thật chứ. Phá nãy giờ hai người bu vô bắt tội luôn mà không được. Chỗ này chịu rồi. Xử nó. Phá anh ạ. À? Hải quân có nhiêu mà láo. Rồi đây. Hải quân thiệt hại nhẹ thôi. Rồi đây. À, tiếp tục cái này chứ. Tự chủ trong việc sản xuất giáp mới được. Rồi ok. À, chỗ này xây dựng tiếp. Đây chắc là đất đai là nhìn cũng ngon hơn được một chút rồi. Chỗ này xây nhà thờ lên. Hay dạ. Rồi ok ok. Chuẩn bị đồ thành. Thắng luôn thành kia. Mình biết tại sao rồi thành kia là vua nhà chiếm lại rồi còn không có nó. Tôi tự động thành này lại. Giờ phe anh các bạn sẽ mở được cái đoạn kết này. Đây là đoạn kết thiệt đi cho phe anh nha các bạn. Những phe khác nó không có cái cảnh đó. Nó chỉ có cảnh dân chúng Hoàng Hồ và binh lính Hoàng Hồ. Cho nên là tới cảnh ông Linh Mục mở sách bỏ ở đây là chúng ta sẽ có được cảnh vua với Hoàng Hồ luôn. Đánh trước khi giáo hoàng kịp lên tiếng, thì là giáo hoàng là người ủng hộ phe mình, là ông thích trong cái này ông sẽ không lên tiếng. Rồi ok, nói chung là mình sẽ ngừng cái video ở đây. Hôm nay là chúng ta đã hoàn thành chiến dịch của Vương quốc Anh rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.